hồi đó anh đang thấy cô đơn. Đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh. Anh yêu em bằng tất cả chân thành. Khi tới lúc em sẽ nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em dạ cô ngân hà nên mới lấy đưa người giống anh nha. Mà thật ra người may mắn là anh nha. Và em biết không, ai cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời, trưởng thành với bao người ở bên ngoài, mà ở bên em như là trẻ con lên 10. Mọi người ơi, tới lúc nói lời chào, đêm nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi.
quan viên ai hò chung mừng cho đôi vợ chồng nên mối. Rồi mày cái bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính là năm này tôi cưới luôn cho thằng sau, anh tính là cho rồi nên tôi với anh đi mừng xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, cái dâu dây rễ hiền xứng lứa thiệt là vừa đôi ăn ăn. Ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, ôi thôi họ hàng tôi quá xa là vui. Trong năm thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với bao màu xanh hát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Khoan hò khoan tiếng hát em vang cả sông sông. Sông sông xanh xanh lên tình người, sông sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành người. Làng quê ta hôm nay để lại cô bác cũng cho cô bác lớn tuổi cũng như qua đời cô bác lối sớm để rồi dùng với Thảo với gia đình. Tiếp theo thì có tặng cho cô dâu 20 triệu đồng để thì mua sắm dụng cụ cho cô dâu. Và tiếp theo có hỗ trợ phụ thêm với họ là gái 10 triệu đồng để thì bao hai chiếc xe đưa dâu về dưới. Kính thưa chính quyền địa phương cũng như quý quan khách hai họ, thay mặt cho đoàn nhà trai đến đây rước dâu, tôi hết sức vô cùng xúc động trước cái tấm chân tình mà bên họ là gái tạo mọi điều kiện dễ dàng cho chúng tôi từ khi nhập gia cũng như là đãi đằng. Không biết nói gì hơn, chỉ có đôi lời chúc cho cô bác bên gái được mạnh khỏe và gia đình được hạnh phúc. Cuối cùng cũng xin thay mặt cho họ nhà trai trân trọng kính mời cô bác cũng như anh chị đoàn đưa dâu về dưới đến gia đình họ nhà trai chúng tôi để rồi dùng một bữa cơm hết sức và thân mật. Cuối cùng tôi cũng xin trao cái quyền điều khiển cái lễ từ đường cho chú Năm để rồi điều khiển cho hai cháu, vì thời gian nó hơi gấp thì chú Năm ổng cũng hối vì thấy xa xôi bà con mình đi dưới cũng phải còn về nữa, do đó mà chú Năm ổng ngút gọn do chú Năm quyết định. Xin mời chú Năm. Xin cảm ơn. Thì qua rồi họ nhà trai đến đây để đón dâu, ngày nay hôm nay là ngày đón dâu để về bên nhà trai. Thì họ nhà trai đến đây thì cũng có các phần quà rượu trà bánh trái cũng hết sức là chu đáo. Thì là bên họ nhà gái cũng là xin hoan nghênh và thành thật cảm ơn. Thì tiếp thì bắt đầu là chúng ta sẽ tiến hành qua cái phần lễ. Thì qua cái phần nạp tài của cái đám cưới đó, bên họ nhà trai là nạp tài 100 triệu, thì bên đây là bên nhà gái thì cũng là xin là nhận 50%, tất nhiên là 50, là còn 50. Còn phần tiền xe thì ở trên này là của ai nấy lo, bên đây thì bên họ nhà gái thì về cái tiền xe của họ nhà gái lo, thì cái này là cũng hết sức là cảm ơn họ nhà trai cũng hết sức là chu đáo, cũng là lo cho tới cái
cái đường đi nước bước như vậy thì không biết nói gì hơn, thành thật cảm ơn. Tôi chưa công bố là cho con tôi với dâu coi như là để tôi nó làm giống cho hai đứa. Đi là đi là đi là tiền xe với tiền kia là 60 ra với nhận 50 triệu thôi. Theo thì tôi có ý kiến thêm thì phát biểu thì đã qua thì bên chuyên gia của bà con dân tộc hai bên là bên tạo điều kiện giúp đỡ cho vợ chồng tôi từ cái chú mới ăn đầu uống rượu cho đến ngày nay là lễ cưới, tạo mọi điều kiện để dễ dàng để cho chúng tôi tiến hành làm cái bộ phận là kết nghĩa thông gia. Hôm nay đã hoàn thành, tôi xin chân thành cảm ơn gia tộc Minh Giái. Sau cùng tôi thay mặt đoàn này là kính mời gia đình thân tộc Minh Giái đó là đưa dâu xuống dưới về dùng một bữa tiệc cơm thay mặt với gia đình chúng tôi. Cảm ơn. Thì bây giờ cái lễ mình cần thì cũng tương đối. Bây giờ để cho tôi xin ra cái lễ làm lễ ông bà. Để bây giờ trước hết là nhận cái phần quà hả? Quà. Đâu rồi bên đó. Đem vô để quà giao cho mẹ. Đem lên cho cũng ông bà. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi buốc mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa.
Nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa. Ta làm việc là xe viên cung thỉnh của quyền thất tổ nội ngoại. Hôm nay hai họ là Võ Thị Hợp và Lê Văn Thiện kết nghĩa thông gia đồng phấn chọn ngày nay ngày lành tháng tốt làm lễ du quy cho hai con là Thái Thị Cẩm Loan và Sánh Viên cùng Lê Văn Bình được nên viên tầm cắt cung thỉnh của quyền thất tổ nội ngoại đồng tội bằng chứng hưởng cầu rũ cà quản ban phước lành cho hai đứa được trăm năm hạnh phúc sanh con ta gái đủ điều để nối nghiệp tâm đường cho hai họ hai con khá bốn khá. Chú nhắc cái chuyện đó nghe Quỳnh ơi. Mẹ của cô dâu cũng có chút của hồi môn để một ngày thật đáng nhớ là ngày được bên em. Ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tiến vào lễ đường. Từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một mà thôi. Ôi hạnh phúc như vô bờ. Mình chịu khó nhường nhau một chút, đong đầy thêm từng phút, xót vào tai lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ trăng xong hôm nay, yêu em hơn mỗi ngày, dẫu trên đầu nhiều tóc mây. Hành trình mình yêu nhau cho hai họ. Bây giờ thời gian thì nó cũng quá ngắn rồi, cũng ấy, bây giờ thay vì là hai bên đó để dùng rượu để cho ghi hình, nhưng mà bây giờ thấy nó cũng vuốt quá tán rồi, thôi bây giờ để cho cô dâu chú rể dâng cho bác hai đi, cô ba, cô tư rồi bắt đầu cho nhanh lẹ đi, nhanh lẹ chút xíu đi. Cho anh cảm ơn cục vàng, cho anh biết yêu, cho anh rước được ngày. Okay. Tiếp theo, xin cho phép anh được nói lên bao điều. Em biết không, tụi anh rất là cứng đầu, nhưng vì em nên là không sao đâu. Chỉ cần ta thấu hiểu, ta sẽ càng thương yêu. Vì nhiều khi tương lai sẽ chẳng như mơ, còn nhiều bọn bè lo âu cho u sầu. Mai cứ vui lên đi, vì bên cạnh em sẽ có anh ở cạnh bên. Đưa em đi làm đi, cha mẹ đi xa, đưa em hạnh phúc chắc là đâu ở lần nhà. Anh chỉ muốn cả đời làm chồng yêu của em. Hành trình anh yêu nhau lễ cũng xong, con cũng nói với ông bà quá cố mình là tụi con rước dâu gì dữ gian gái ơn trên hộ độ cho tụi con được bình an vô sự tới đến nơi về đến gia đình ở dưới an lành. Còn một nữa hai con cúi đầu thôi.
vời hơn trên thế giới này khi chúng ta có một người để yêu. Và tuyệt vời hơn biết bao nhiêu khi người ấy cũng xem chúng ta là cả thế giới. Và để mong rằng bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình, sẽ biết thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ. Em mới bên anh chứ đằng này em còn gì nữa là chết rồi. Em muốn lấy tiền không? Đâu, giờ là em muốn lấy em phải vuốt chị chứ em phải làm hài lòng chị. Em phải nói theo chị chứ em nói theo anh là thôi em đâu có tiền. Giang anh giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh nói với em không một câu dối gian. Muốn em là má. Đi nãy giờ mệt không? Vui á. Vui á. Chạy xe mà vui. Mệt mà vui. Mệt mà vui. Nhìn bãi cao đường, cụ thể giao bãi đêm nay ta say ta bãi thắng hai. Tình ta hoa trăm già thơ.
đồng mê ngực gái miền Tây. Áo bà ba người ta dám ghiền đầy. Mất vào năm người ta có truyền tay. Tù nhiều kiếp mới có tới lấy vợ miền Tây. Đến quan thấy tụi mình trao bôi. Trao nhau có thấm rượu nồng giao bôi. Sắp tới lúc thăng hoa bỗng nhiên em đủ rồi. Một là em cưới anh, còn không anh sẽ canh. Nhà nhà trai gương dâu anh sẽ câu. Làm em sai tứa đưa, làm em ngủ tới trưa. Để đàn trai thôi gước nhau lừa. Cả làng gái cũng biết em là còn con sáu chứ tám bên nhà. Sinh trong gia đình nhà cửa nhung nhắm cửa là. Phần nghèo như ánh trăng da mông mà đều bông theo chứ bao trong lòng. Tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trắng già thơ. Lòng qua đắng hoen ngước mình từng nhớ lúc như quý trở nên màu biệt ly. Công anh chăm nghe đã lâu nay hóa châu ai cài. Đừng về ngày mai không còn bóng hình ai. Cả làng gái cũng biết em là con con sáu chú tám bên nhà. Sinh trong gia đình nhà cửa nhung nhóc cửa là. Còn nghèo như anh trắng da mông mà đeo bông theo chứ đâu trong lòng. Tháng nhớ năm chờ tình ta hoa trắng già thơ. Anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối đưa lời. Một vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Còn một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đinh đang phao nổ rôn đài từ đây tiếp xe theo chàng. Cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên nhà đây đâu tân hôn nhà hát tân điền địa phương cũng như là quý quan khách đây hả? Chào bác bên đây, ngồi đây chào ngồi đây. Tại này không biết nói gì hơn. Cho phép tôi xin thay mặt cô bác anh chị em cháu. Hôm cái đám hôn tụ cũng là chảnh. Đây đây, chắc cũng là chảnh lắm. Nhà em xin kết tình mà thông gia. Em mới bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao, giờ anh đây chẳng dối đưa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Cho một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh rước em về. Và đáp cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đinh đang tao nổ đồ này từ đây tiếp xe theo cha. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng đừng ly. Dòng tay phu thế càng chén ru tình. Say là say là say, ngày vui mình cùng say đi. Để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đường.
một mình đêm la đêm qua. Bây giờ gì nghe, chủ năm cũng cực cái con ơi, là tất cả cùng cực, hai vợ chồng gắn ăn ở sao cho nó hạnh phúc đời đời luôn. Nha, nghe gắn nghe con. Rồi rồi. Chú thím cũng cái cho nó ngọt. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dưng. Tình yêu của anh trao em, tưởng xa em trao em, gọi game để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Theo nhịp piano anh bồi hồi, bia đã ngâm, anh đã thấm hơi mấy say rồi. Nhìn trời nhìn mây, ông bom đồ nô tung cánh bay ngang đời. Người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời dời. Ngất hôm nay anh không sai không về đâu. Hãy nắng hãy nắng hãy dâng ly trà, mừng ngày nắng đã qua. Cùng nhau hòa ca mình góp vui, tưng ta đưng tưng 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 tưng. Một chàng dấu tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng. Anh cho em, chưa thằng con cho con đi. Bỏ má ơi. 5 triệu. Nói luôn anh con. Con sâm diện qua xa lang hôm nay, úi giời hai ba chục lon ăn chơi tóc tai. Vì anh thương em từ thuở lên 10, ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em, tưởng xa em trao em, gọi game để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của còn là thiếu nữ thường ngủ từ chiều cho tới mai. Cuộc đời này còn nhiều thứ mà em chưa nếm, sao em đã cưới ai nhớ không cái hồi hôm bữa còn kêu ca. Chán bản thân chồng ta chỉ biết điêu ngoa, vậy mà hôm nay em đã xa vào lối u mê mất rồi bởi ta đại thiếu gia. Thôi tim anh ở đây đang chống tên, xuôi qua bao không gian tìm bóng em. Anh luôn luôn yêu em từ mọi vũ trụ thực tại. Anh là đó là chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em, thơm xa em trao em, gọi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em, thơm xa em trao em, gọi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dâng dương. Tình yêu của anh trao em, từ ông xa em trao em, gọi em để dành nào ngờ. Trước tất cả quý vị ngay lúc này, đó là chú Nghệ, Lê Văn Bình và cô dâu Thái Thị Cẩm Loan. Trải qua một thời gian tìm hiểu thì đôi bạn đã tìm được một nửa yêu thương, đặc biệt hơn là nhận được sự tác hợp của hai bên gia đình, sự cho phép của chính quyền địa phương. Chính vì thế mà hôm nay có ngày này kính thưa quý vị, vì là kể từ đây Đỗ Nguyên Ương đã tìm được một nửa yêu thương, tìm được niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng Nguyễn Đương lại nghĩ rằng trong ngày trọng đại hôm nay, người vui và hạnh phúc nhất vẫn là những đứng sinh thành, đó là công lao của cha và mẹ. Chính vì thế ngay lúc này xin được mời bà Hồ Thị Bạch Lan là mẹ của chú Nghệ Lê Văn Bình. Bên cạnh đó xin được mời bà Võ Thị Hợt là mẹ của cô dâu Thái Thị Cẩm Loan. Ngay lúc này xin mời hai bà xuôi hãy nắm tay nhau thật chặt
để bước lên phía trước để chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Như ông bà ta xưa nay vẫn hay có câu: trai lớn lên thì lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng. Đó là một quy luật hết sức tự nhiên và cũng là một nét đẹp của bản sắc dân tộc bao đời nay ông cha của chúng ta truyền lại. Và cũng như ông bà ta xưa nay vẫn hay có câu: trăm năm trong cõi người ta, trai tài gái sắc thì mới là yêu nhau. Chuyện tình duyên đã có chồng cao, mẹ cha dặn hội cưới em chọn ngày. Và vì thế hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt. Tại gia đình của ông Lê Minh Thiện và bà Hồ Thị Bạch Lan, có lòng trọng tổ chức cái lễ tân hôn cho một người con, đó là Lê Văn Bình, sinh viên cùng Thái Thị Cẩm Loan, con của bà Võ Thị Hợp, ngụ tại ấp Vinh Lợi, xã Hòa Thượng, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Và sự hiện diện của tất cả quý vị đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, trong niềm hạnh diện của gia đình của chúng tôi. Ngay lúc này, để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị đã không ngại đường xá xa xôi mà dành chút thời gian quý báu để về đây dự buổi lễ tân hôn hôm nay, thì ngay lúc này xin mời gia đình của chúng ta nghiêm và có một cái cúi đầu chân thành nhất xin gửi đến quý vị cúi đầu ạ. Xin mời quý vị hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng hạnh phúc dành đến gia đình chúng tôi được không ạ? Kính thưa tất cả quý vị kính mến, và trong phần nghi thức tiếp theo của đôi Uyên Ương, xin được mời đôi bạn tiến về tháp Ngũ Hồng đông đầy tình cảm yêu thương bằng những mặt ngọt và cũng như khai vụ cưới khi nguồn hạnh phúc. Bao lâu rồi tình ta càng thêm thiết tha mặn nồng, có anh có em chung lòng cùng xây đắp hạnh phúc ngày mai chuyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ngay chi xứ xa, em thưa mẹ cha em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Trang trải miền quê lội mương cắm câu, đồng xa ruộng sâu lại chi giá dầu. Con em hiền ngoan nơi trốn xa hoa, chịu anh cái tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi. Giấc giá qua rồi mình đám cưới anh ơi, giang nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới. Đã gánh cuộc đời thì cũng chưa có ai khổ bằng cha. Để nuôi đôi người của chúng ta trưởng thành đến ngày hôm nay, biết bao nhiêu khó khăn đã trải hàng trên vai cha, nét xưng thì cũng đã phai mờ trên mí mắt mẹ. Để đến hôm nay, đôi người của chúng ta đã đủ trưởng thành bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, xây dựng hôn nhân và hạnh phúc cùng với nhau. Đó không chỉ là niềm vui hạnh phúc riêng của hai con, mà đó còn là niềm vui hạnh phúc đã niềm hạnh diện cho hai mẹ đang dự buổi lễ hôm nay. Vì trăng khuya trăng rụng xuống cầu, cảm ơn hai mẹ đã nhảy dầu vì con. Trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay của hai con thì cũng không có gì hơn ngoài những ly rượu. Hai con xin phép được mời hai mẹ như tỏ lòng biết ơn gửi đến mẹ. Trước là công sinh thành dưỡng dục, và sau được cùng cảm ơn hai mẹ đã tác hợp cho hai con có ngày trong mẹ hôm nay. Xin mời cô dâu thì thân mời mẹ. À bên đây à, à cũng mời chú Nghệ Văn Bình cũng là mời mẹ. Hạnh phúc ngày mai chuyên đường dài, nếu thương thật lòng thì đâu ngay chi